Phẩm thứ sáu, không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong thất ấy không có giường ghế chi cả, liền nghĩ rằng chư vị Bồ Tát và các đại đệ tử này rồi sẽ ngồi đâu. Trường giả Duy Ma Cật biết được ý nghĩ ấy, bảo Xá Lợi Phất rằng: thế nào nhân giả, vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Xá Lợi Phất nói: tôi vì pháp mà đến, chẳng phải vì chỗ ngồi. Duy Ma Cật nói: thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp thì chẳng tham tiếc cả thân mạng, huống chi là chỗ ngồi. Người cầu pháp thì chẳng cầu năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng cầu nhập và giới, cũng chẳng cầu ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu pháp, cũng chẳng chấp trước cầu tăng. Người cầu pháp không cầu thấy lẽ khổ, không cầu đoạn lẽ tập, cũng không cầu sự chứng ngộ lẽ diệt, cũng không cầu tu tập lẽ đạo. Tại sao vậy? Pháp không có hí luận. Nếu nói đối với bốn chân lý, ta nên thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, thì đó chỉ là hí luận, chứ chẳng phải cầu pháp. Thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp gọi là tịch diệt, nếu hành lẽ sinh diệt, đó là cầu sinh diệt, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là khổ nhiễm, nếu bị nhiễm pháp cho đến nhiễm niết bàn, đó là nhiễm trước, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp không có chỗ hành, nếu bị thực hành pháp, đó là chỗ hành, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp không có việc lấy bỏ, nếu mình lấy pháp hoặc bỏ pháp, đó là việc lấy bỏ, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp không có xứ sở, nếu mình chấp trước xứ sở, đó là trước xứ, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là không có tướng, nếu mình tùy theo tướng mà biết, đó là cầu tướng, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp là bất khả trụ, mình không y trụ nơi đó được, nếu mình trụ nơi pháp, đó là trụ pháp, chớ chẳng phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, không thể nghe, không thể nhận biết, nếu mình thi hành những cách thấy nghe nhận biết, đó là thấy nghe nhận biết, chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là vô vi, nếu mình hành hữu vi, đó là cầu hữu vi, chứ chẳng phải cầu pháp. Xá Lợi Phất, bởi vậy nếu mình cầu pháp thì đối với tất cả các pháp nên không có chỗ cầu. Duy Ma Cật nói những lời ấy rồi, có 500 vị thiên tử đối với các pháp được pháp nhãn tịnh. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lị: nhân giả đã từng dạo chơi vô số nước, có biết có Phật nào có những tòa sư tử đủ các công đức đẹp đẽ, cao trọng, bầu nhiệm hơn hết? Văn Thù Sư Lị đáp: cư sĩ từ đây đi về phương đông, vượt qua số cõi nước nhiều như số cát 36 sông Hằng, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật cõi ấy hiện nay hiệu là Tu Di Đăng Vương, thân cao đến 84.000 do tuần. Tòa sư tử của ngài cũng cao đến 84.000 do tuần, nghiêm sức bậc nhất. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật Tu Di Đăng Vương liền khiến cho 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm tịnh hiện đến thất của ngài Duy Ma Cật. Chư Bồ Tát, chư Phật, chư đại đệ tử Đế Thích, Phạm Vương, bốn vị thiên vương từ trước tới nay chưa từng thấy việc ấy. Cảnh thất này trở nên rộng lớn, chứa đựng được 32.000 tòa sư tử, không có chướng ngại chi cả. Ở thành Tỳ Xa Ly, ở cõi Diêm Phủ Đề và ở bốn cõi thiên hạ cũng không có sự dồn ép chật trội, vẫn y nguyên như cũ. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với Văn Thù Sư Lị: thỉnh nhân giả và chư Bồ Tát thượng nhân cùng lên tòa sư tử ngồi. Quý ngài nên tự biến thân thể mình cao lớn như các tòa sư tử ấy. Trong đại chúng, những vị Bồ Tát đắc thần thông để tự biến thân mình cao 42.000 do tuần và ngồi lên tòa sư tử. Còn những vị Bồ Tát mới phát ý cùng các đại đệ tử đều không thể lên ngồi. Lúc ấy, Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất, thỉnh ngài lên ngồi tòa sư tử. Xá Lợi Phất đáp: cư sĩ, tòa ấy cao rộng quá, tôi không thể lên ngồi. Duy Ma Cật nói: dạ thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài hãy lễ bái Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương rồi sẽ được ngồi. Lúc ấy, những vị Bồ Tát mới phát ý cùng các đại đệ tử liền lễ bái Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương. Các vị liền được ngồi lên các tòa sư tử. Xá Lợi Phất nói: cư sĩ, thật là việc chưa từng có. Như cái thất nhỏ này mà có thể chứa đựng các tòa sư tử cao rộng ở thành Tỳ Xa Ly, lại không có chi trở ngại, lại các thôn xóm thành ấp trong cõi Diêm Phủ Đề cùng các cung điện của chư thiên, Long Vương, Quỷ Thần, trong bốn cõi thiên hạ cũng không bị sự dồn ép chật trội. Duy Ma Cật nói: dạ thưa ngài Xá Lợi Phất,
Chư Phật và chư Bồ Tát có một pháp môn giải thoát gọi là không thể nghĩ bàn. Nếu một vị Bồ Tát trụ ở pháp môn giải thoát ấy, người có thể đem núi tu gì cao lớn mà đặt vào trong một hạt cải, nhưng không có bên nào thêm hoặc bên nào bớt, tướng trạng núi chúa tu di vẫn y nguyên như cũ. Nhưng bốn vị thiên vương, chư thiên, ở cảnh trời đau lị chẳng có cảm giác, chẳng hay biết rằng mình được đặt vào đó, chỉ có người ứng hợp độ thế mới thấy núi tu di được đặt vào trong hạt cải mà thôi. Đó gọi là pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn. Bồ Tát ấy lại đem hết nước bốn biển cả mà đẻ vào trong một lỗ chân lông, nhưng chẳng làm rối loạn những vật sống ở dưới nước như cá, rùa, nguyên, đà. Tuy nhiên, tánh chất trạng thái của biển cả vẫn y nguyên như cũ. Các loài rồng, quỷ thần, Atula sống dưới biển cũng chẳng có cảm giác, chẳng hay biết rằng mình bị nhét vào lỗ chân lông. Các chúng sinh ấy cũng không bị một sự rối loạn nào do việc ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất, vì Bồ Tát trụ ở pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn, nắm lấy cõi thế giới tăng thiên đại thiên, như người thợ lò gốm cầm cái bàn xoay, đặt cõi ấy trong lòng bàn tay phải rồi ném ra khỏi các cõi thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Nhưng chúng sinh trong cõi ấy chẳng cảm giác, chẳng hay biết rằng họ đi tới đâu. Rồi Bồ Tát đem cõi thế giới ấy mà đặt lại chỗ cũ. Tất cả chúng sinh trong cõi ấy cũng chẳng có cái ý tưởng rằng đã đi và trở lại, và tướng trạng của thế giới ấy vẫn y nguyên như cũ. Lại nữa, Xá Lợi Phất, hoặc có những chúng sinh muốn sống lâu ở thế gian mới độ thoát được, Bồ Tát liền kéo 7 ngày ra làm một kiếp, khiến những chúng sinh ấy bảo rằng đó là một kiếp. Hoặc có những chúng sinh chẳng muốn sống lâu mới độ thoát được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp làm 7 ngày, khiến những chúng sinh ấy bảo rằng đó là 7 ngày. Lại nữa, Xá Lợi Phất, vì Bồ Tát trụ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn, dùng việc nghiêm dứt tất cả các cõi Phật mà tập trung lại một chỗ rồi chỉ cho chúng sinh xem. Lại nữa, Bồ Tát đặt chúng sinh trong tất cả các cõi Phật vào lòng bàn tay phải của mình, bay đến 10 phương chỉ khắp nơi cho tất cả xem, nhưng chẳng làm lay động xứ sở của họ. Lại nữa, Xá Lợi Phất, những đồ vật mà chúng sinh 10 phương cúng dường chư Phật, Bồ Tát khiến họ nhìn thấy đủ hết trong một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu những mặt trời, mặt trăng và tinh tú trong các cõi nước 10 phương, Bồ Tát khiến cho người ta nhìn thấy cả trong một lỗ chân lông. Lại nữa, Xá Lợi Phất, bao nhiêu những luồng gió trong các thế giới 10 phương, Bồ Tát có thể hút cả vào miệng mình nhưng thân mình không bị tổn hại. Còn ở ngoài thời, các cây cối cũng không bị hư gãy chi cả. Lại nữa, vào thuở kiếp tận, các thế giới 10 phương bị nạn cháy thiêu, Bồ Tát nuốt tất cả các đám lửa vào bụng mình, lửa vẫn cháy như cũ nhưng mình chẳng bị hại gì. Lại nữa, Bồ Tát đi xuống phương dưới, trải qua các cõi Phật nhiều như số cát sông Hằng, nắm lấy một cõi Phật, rồi trải qua vô số thế giới nhiều như số cát sông Hằng mà đem cõi Phật ấy hướng lên hướng trên. Cũng như người ta ghi một lá táo nơi mũi cây kim mà dở lên vậy, thế mà chẳng có chi rối loạn cả. Lại nữa, Xá Lợi Phất, vị Bồ Tát trụ ở phép giải thoát bất không thể nghĩ bàn này, có thể dùng sức thần thông mà hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Thành Văn La Hán, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Thế Chủ, hoặc hiện thân Truyền Luân Thánh Vương. Lại nữa, bao nhiêu âm thanh trong các thế giới 10 phương, tiếng lớn, tiếng vừa hoặc tiếng nhỏ, Bồ Tát có thể biến tất cả thành tiếng của Phật, diễn ra những tiếng vô thường, khổ, không, vô ngã. Và bao nhiêu pháp mà chư Phật 10 phương giảng thuyết, Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh đều được nghe. Xá Lợi Phất, nay tôi nói sơ qua những sức thần của phép giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Nếu tôi thuyết rộng thì dù trọn kiếp cũng không thể hết. Lúc ấy nghe thuyết pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, Đại Ca Diếp khen là chưa từng có và bảo Xá Lợi Phất rằng: tỷ như một người kia hiện ra nhiều hình sắc trước mắt một kẻ mù, như kẻ mù ấy nào có thấy được gì? Cũng vậy đó, tất cả các thanh văn nghe được pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn này đều không thể hiểu rõ. Hàng trí giả nghe được pháp môn này, ai mà chẳng phát tâm an đậu đa la tam liệu tam bồ đề? Tại sao chúng ta lại đoạn tuyệt căn cội của mình? Đối với đại thừa kiến tự mình như hạt giống hư hỏng. Tất cả các thanh văn khi nghe pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn này rồi đều nên kêu khóc, tiếng chấn động cõi thế giới tăng thiên đại thiên. Tất cả chư Bồ Tát nên vui mừng lớn, đội đầu thọ lãnh pháp này.
Nếu vị nào tin và hiểu pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này thì tất cả chúng ma không làm gì được mình. Đại Ca Diếp nói lời ấy rồi, 32.000 vị thiên tử đều phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với Ca Diếp rằng, nhân giả trong vô lượng vô số thế giới mười phương, những người làm ma vương đa số là những bồ tát trụ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn. Vì dùng sức phương tiện để giáo hóa chúng sinh nên các ngài hiện làm ma vương. Lại nữa, Ca Diếp, trong vô lượng trừ bồ tát mười phương, hoặc có những người theo xin những món như tay chân lỗ tai lỗ mũi đầu mắt tủy não máu thịt da xương xóm làng thành ấp vợ con tôi tớ voi ngựa xe cộ vàng bạc lưu ly xa cửa mã não san hô hổ phách trần trầu ngọc ngà áo quần thức ăn vật uống. Những người xin ấy đa số là những bồ tát trụ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn, dùng sức phương tiện đến thử thách khiến cho người tu thêm kiên cố. Tại sao vậy? Vì bồ tát trụ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn nhờ có sức oai thần nên mới thi hành được những sự bức bách, chỉ cho chúng sinh việc khó khăn như vậy. Kẻ phàm phu yếu ớt không có thế lực không thể bức bách bồ tát như vậy, tỉ như sự dẫm đạp của con rồng con voi chẳng phải sức con lừa chịu nổi. Đó gọi là cánh cửa phương tiện trí huệ của bồ tát trụ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn. Phẩm thứ 7, quán chúng sinh. Lúc ấy Văn Thủ Sư Lị hỏi Duy Ma Cật rằng, bồ tát quán chúng sinh như thế nào? Duy Ma Cật đáp, ví như một nhà ảo thuật nhìn thấy người ảo hóa của mình, bồ tát quán chúng sinh cũng như vậy đó. Như bậc trí giả nhìn thấy mặt trăng dưới nước, như người soi thấy mặt mình trong gương, như những giọt sóng tuôn ra khi trời nắng nóng, như tiếng vang dội khi mình hô lên, như đám mây trên trời, như bọt trên mặt nước, như bong bóng nổi, như sự bền chắc của cây chuối, như sự lâu dài của lằn chớp, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như tỉnh thức thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán chúng sinh như vậy đó, như hình sắc của cõi vô sắc, như hạt giống bị hỏng, như người đắc quả tu đạo hoàng trước có cái thân, như người đắc quả a na hàm vào thai, như người đắc quả a la hán vướng ba độc tham lam sân hận ngu si, như bồ tát đắc nhẫn mà tham lam giận hờn phạm giới, như tập khí phiền não của Phật, như kẻ đuôi nhìn thấy hình sắc, như người vào phép diệt tận định có hơi thở ra vô, như dấu chân chim trên không, như đứa con của người đàn bà vô sinh, như người ảo hóa vướng phiền não, như những vật thấy trong mộng sau khi thức dậy, như vị thánh diệt độ lại thọ sinh, như lửa không có khói. Bồ tát quán chúng sinh như vậy đó. Văn Thủ Sư Lị lại hỏi, nếu bồ tát làm phép quán như vậy thì người thực hành đức từ như thế nào? Duy Ma Cật đáp, bồ tát quán như vậy rồi tự nghĩ rằng ta nên thuyết với chúng sinh pháp như thế này, tức là đức từ chân thật. Nhờ hành từ tịch diệt nên không có chỗ sinh, nhờ hành từ chẳng nóng nảy nên không có phiền não, nhờ hành từ bình đẳng nên ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều bình đẳng, nhờ hành từ không tranh chấp nên không khởi ra việc cãi cọ, nhờ hành từ duy nhất chẳng hai nên căn trong và trần ngoài chẳng hiệp, nhờ hành từ chẳng hoại nên tất cánh tận diệt, nhờ hành từ kiên cố nên lòng không chê bỏ, nhờ hành từ thanh tịnh nên tính chất của pháp được trong sạch, nhờ hành từ không bỏ cõi nên được như hư không, nhờ hành từ A-la-hán nên phá tan giặc phiền não trói buộc, nhờ hành từ như Bồ-Tát nên an ủi được chúng sinh, nhờ hành từ như Lai nên được tướng chân như, nhờ hành từ Phật nên giác ngộ chúng sinh, nhờ hành từ tự nhiên nên không nhân đâu mà đắc, nhờ hành từ Bồ-Đề nên được cái vị bình đẳng duy nhất, nhờ hành từ không đẳng cấp nên đoạn tuyệt các ái luyến, nhờ hành từ đại bi nên dắt dẫn chúng sinh bằng đại thừa, nhờ hành từ không chán ngán nên quán lẽ không lẽ vô ngã, nhờ hành từ thí pháp nên không tiếc mà để dành, nhờ hành từ giữ giới nên cải hóa kẻ hủy cấm, nhờ hành từ nhẫn nhục nên kiềm giữ kẻ khác và mình, nhờ hành từ tinh tấn nên gánh vác chúng sinh, nhờ hành từ thiền định nên chẳng thọ nhận mùi vị, nhờ hành từ trí huệ nên biết được thời cơ, nhờ hành từ phương tiện nên thể hiện tất cả.